đã chiêu mộ thành công một trung vệ đẳng cấp đến từ FC Porto, Felipe Montero hồi đầu mùa hè. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Atletico Madrid vẫn chưa có ý định ngưng tìm kiếm các tài năng mới ở hàng thủ. Theo thông tin do tờ Marca đăng tải, đội chủ sân Wanda Metropolitano đang tiến đến rất gần một mục tiêu khác trên thị trường chuyển nhượng. Đó là trung vệ thuộc biên chế Espanyol, Mario Hermoso. Được biết, Los Rojiblancos đã gửi đến Espanyol lời đề nghị trị giá 20 triệu euro cho cầu thủ 23 tuổi. Nhưng cả hai bên tạm thời vẫn đang trong quá trình thương thảo. Với một mức giá hợp lý như vậy, nhiều khả năng đội bóng xứ Catalan sẽ sớm nhả người, bởi hợp đồng giữa họ và Hermoso chỉ còn thời hạn đến cuối tháng 6 năm 2020. Tờ Independent khẳng định, phó chủ tịch của câu lạc bộ Manchester United tuyên bố ông sẽ mang bằng được Matthijs de Ligt về sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Nếu không thành công, Quỷ Đỏ sẽ không mua thêm bất kỳ trung vệ nào khác. Nếu điều này trở thành sự thật, khả năng quả bom tấn Matthijs de Ligt được kích hoạt là rất cao, bởi Man United sẵn sàng chi 80 triệu bảng để thuyết phục Ajax nhả người. Trường hợp ngược lại, Man United sẽ thực sự gây choáng cho cổ động viên nhà. Có thể ngay phó chủ tịch câu lạc bộ chỉ nói vậy để thể hiện quyết tâm của Quỷ Đỏ trong thương vụ này, vì nếu không bổ sung thêm trung vệ nào khác thì Manchester United sẽ thực sự gặp khó trong mùa giải mới. Trước đó, Quỷ Đỏ đã lần lượt theo đuổi Harry Maguire của Leicester City và Toby Alderweireld của Tottenham. Truyền thông Anh đưa tin Man United đã xác định được thời điểm công bố tân binh thứ hai của mình trong mùa hè này là Wan-Bissaka. Cụ thể, Manchester United đã chiêu mộ xong hậu vệ này từ Crystal Palace, nhưng do buổi ký kết quá gấp gáp để Wan-Bissaka bay sang Ý, hội quân cùng U21 Anh tham dự vòng chung kết châu Âu năm 2019, nên Man United và Crystal Palace chỉ có thể thông báo thương vụ này sau ngày cuối cùng của vòng bảng U21 là 24 tháng 6. Dự kiến nếu U21 Anh bị loại, Aaron Wan-Bissaka sẽ lập tức quay trở về nước, ra mắt Man United trong khoảng thời gian từ 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2019. Hôm qua, trên trang chủ của câu lạc bộ, AC Milan thông báo huyền thoại Paolo Maldini đã trở thành giám đốc kỹ thuật của Rossoneri. Nhiệm vụ đầu tiên và cấp bách nhất của Maldini là quản lý toàn bộ những hoạt động liên quan đến thể thao của câu lạc bộ, bao gồm công tác chuyển nhượng, kế hoạch dự đấu hè và chuẩn bị trước mùa giải thay cho người cũ đã từ chức cách đây không lâu là Leonardo. Paolo Maldini là một huyền thoại có tầm ảnh hưởng rất lớn tại AC Milan. Ông đã dành toàn bộ sự nghiệp kéo dài 25 năm của mình để gắn bó với màu áo sọc đỏ đen với 902 lần ra sân. Sau khi Paolo Maldini giải nghệ, chiếc áo số 3 của ông đã được trao vĩnh viễn. Mùa giải năm ngoái, ông đã đảm nhiệm vai trò giám đốc phát triển chiến lược bóng đá. Bên cạnh việc bổ nhiệm Paolo Maldini vào vị trí giám đốc kỹ thuật, ban lãnh đạo AC Milan cũng đã quyết định trao cho Zvonimir Boban vai trò giám đốc bóng đá. Hôm qua, huấn luyện viên trưởng Sirisak Yoyathai và trợ lý Chottawi Vromrud đã xin từ chức vai trò của mình ở đội tuyển Thái Lan sau cuộc họp với liên đoàn bóng đá Đức này diễn ra vào hôm qua. Quyết định này đến ngay sau kỳ thiên cấp thất bại của Thái Lan. Dù được đá trên sân nhà, đội bóng này vẫn đứng thứ tư trong số 4 đội bóng tham dự và không ghi được một bàn thắng nào. Bài phát biểu của mình với báo giới, ông cho biết mình phải từ chức vì không thể làm tốt nhiệm vụ được giao, cũng như tạo cơ hội cho một huấn luyện viên tài năng khác dẫn dắt đội tuyển nước nhà tiến đến thành công. Hiện tại, sau khi chia tay đội tuyển quốc gia Thái Lan, huấn luyện viên Sirisak Yoyathai sẽ không lùi xuống làm trợ lý và tạm thời không dẫn dắt đội tuyển nào trong thời gian tới. Kết quả thắng lợi tại King Cup của Việt Nam vừa được FIFA cộng vào bảng xếp hạng thế giới. Theo đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tiến hai bậc lên vị trí 96 thế giới. Với thứ hạng này, bóng đá Việt Nam vượt mặt Thái Lan đúng 20 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Thành quả này có được nhờ Việt Nam đánh bại Thái Lan và thua Curaçao trên chấm luân lưu ở giải giao hữu King Cup. Việt Nam được cộng 5 điểm trong khi với hai trận thua Curaçao và Ấn Độ, Thái Lan bị trừ 9 điểm. Vị trí 96 thế giới cũng là thứ hạng FIFA cao thứ hai trong lịch sử của bóng đá Việt Nam. Trước đó vào tháng 9 năm 1998, Việt Nam từng nhảy 14 bậc vươn lên vị trí 84 thế giới. Tính riêng ở khu vực châu Á, Việt Nam tăng từ hạng 16 lên 15, một vị trí đảm bảo cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vào nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup năm 2022 ở khu vực châu Á. Ngôi đầu châu Á tiếp tục thuộc về đội tuyển Iran, hạng 20 thế giới với 1.518 điểm, tiếp đến là Nhật Bản 1.496 điểm và Hàn Quốc xếp thứ 3 với 1.467 điểm. Sau khi đệ đơn kháng án lên tòa án trọng tài thể thao vì án phạt cấm tham gia hoạt động bóng đá trong vòng 3 tháng của liên đoàn bóng đá Italia và FIFA hồi đầu tháng 5, thì mới đây hai anh em nhà Raiola là Mino và Vincenzo đã thành công thoát khỏi hình phạt khi hai tổ chức trên đều hủy bỏ cáo trạng này. Thông tin này sẽ khiến nhiều đội bóng lớn trên khắp châu Âu cảm thấy rất vui khi siêu cò 51 tuổi đang là người đại diện của rất nhiều ngôi sao nổi tiếng như Paul Pogba, Mario Balotelli, Matthijs de Ligt và Gianluigi Donnarumma.
Vậy nên chắc chắn sẽ có nhiều thương vụ bom tấn nổ ra trong mùa hè này. Điển hình là việc Paul Pogba rời Old Trafford để chuyển đến Juventus hoặc Real Madrid, hay Gianluigi Donnarumma cập bến PSG với giá hơn 50 triệu euro.